Còn với bàn chân nhưng mà nó không còn, người ta không thể nối, không thể ghép được, nên là người ta phải bắt buộc cắt bỏ đi. Cháu cũng không buồn, không tủi thân. Cháu cũng không trách ai, vì đấy là số phận của mỗi người. Cháu cũng mơ ước một ngày được làm vận động viên của đội tuyển khuyết tật của Việt Nam ạ.